Sau khi nhận đơn rút lui khỏi giải Nations League 2021 của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan, thì Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB vẫn chưa phê duyệt mà đề nghị Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan chờ kết quả xét nghiệm lại sau 2-3 ngày để có thể khẳng định chắc chắn hơn. Theo FIVB, đã có nhiều trường hợp các vận động viên ở nhiều quốc gia sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên đã cho kết quả dương tính, xong ở lần kiểm tra sau đó lại cho kết quả âm tính vì lúc đó cơ thể đã tạo đủ kháng thể cần thiết. Mới đây, ngày 12 tháng 5, đội tuyển bóng đá Nam Thái Lan cũng tiến hành xét nghiệm lại COVID-19 cho các thành viên. Kết quả đều âm tính, dù trước đó đã ghi nhận 2 cầu thủ và 4 nhân viên dương tính khi tiến hành xét nghiệm lần đầu. Các vận động viên và thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên vào ngày 29 tháng 4. Mũi thứ 2 sẽ được lên lịch vào ngày hôm nay 14 tháng 5. Được biết, loại vaccine tiêm cho đội những quốc gia Thái Lan thuộc về hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc. Theo cộng đồng mạng Thái Lan, trong số 20 vận động viên ở trại tập huấn, chỉ có 5 vận động viên có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm đầu tiên, gồm thủ công Hataya, chủ công Chachuon, Vipavi, Putika và Sasi Papon. Nếu ở lần xét nghiệm tiếp theo, kết quả vẫn không thay đổi so với lần đầu, thì Liên đoàn bóng chuyền thế giới vẫn yêu cầu Thái Lan mang đội tuyển sang Ý để thi đấu bằng cách cho phép Thái Lan thay đổi danh sách đăng ký vận động viên thi đấu. Dù theo luật, các đội không được thay đổi danh sách đã đăng ký ban đầu sau ngày 30 tháng 4. Dù vậy, các vận động viên thay thế cũng phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ đồng hồ trước khi khởi hành sang Ý. Dự kiến đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ di chuyển sang Rimini Ý vào ngày 20 tháng 5. Với sự hỗ trợ tích cực từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới, Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan đã gấp rút chuẩn bị danh sách các vận động viên thay thế trong trường hợp những vận động viên trước đó vẫn có kết quả dương tính với Covid-19. Nếu Thái Lan bỏ lỡ cơ hội thi đấu Nations League năm nay, thì họ sẽ phải chờ thêm ít nhất 2-3 năm nữa mới có thể quay lại giải đấu. Vì năm nay sẽ không có đội nào trong nhóm Challenge bị loại khỏi giải, nên phải đến năm 2022 mới có giải Challenge Cup để tranh suất lên chơi Nations League năm 2023. Sau khi thông tin FIVB bật đèn xanh cho đội tuyển Thái Lan tiếp tục tham gia Nations League, người hâm mộ Thái Lan hy vọng những vận động viên kỳ cựu như Willawan, Lomchit, Onuma, Madika, Nusra hay Pianut sẽ được gọi bổ sung. Hiện tại, Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan cũng đang chuẩn bị gọi lại các vận động viên này lên phục vụ. Tuy nhiên, khả năng tham dự Nations League của các vận động viên này vẫn còn bỏ ngỏ khi thời gian quá eo hẹp để họ chuẩn bị về tinh thần cũng như thể chất. Hiện tại, họ đang ở cùng với gia đình và phụ giúp công việc nhà. Chưa kể, những quy định của hãng hàng không về điều kiện cách ly khá phức tạp, trong khi thời gian chuẩn bị lại vô ích. Vào tối ngày 12 tháng 5, sau khi có thông tin các ca nhiễm trong đội tuyển quốc gia, thì Villawan và Plumchit đã đăng video chia sẻ rằng họ vẫn ổn, không bị nhiễm sau khi nhiều người hâm mộ nhắn tin hỏi thăm. Họ cho biết họ không có tập luyện cùng tuyển quốc gia nên mong người hâm mộ đừng lo lắng. Hiện tại họ vẫn khỏe mạnh và đang ở nhà bằng xem phim dài tập trong mùa Covid, cũng như tập tành lướt ván với nhau. Malika thì cùng gia đình buôn bán trái cây, các loại bánh ở quê nhà An Thông. Hôm qua, còn có fan hâm mộ đăng bài viết kêu gọi Malika nghỉ bán xoài và chuẩn bị đóng gói hành lý sang Ý thi đấu. Onuma cũng tập tành bắt tay vào bếp làm bánh. Tuy nhiên thành quả thì vài gương mặt thay thế có thể điểm qua như truyền 2 Kulapa, truyền 2 Sirima, đối truyền Sunicha, chủ công Chatsuda, chủ công Sutata, phụ công Vacharya, phụ công Karina, phụ công Vimonrat, Libero Nadisara. Liệu các thành viên mới có thể chuẩn bị đầy đủ tinh thần và thể chất cho hơn một tháng thi đấu tại Ý khi có quá ít thời gian để chuẩn bị và tập luyện cùng nhau để có thể gắn kết lưới chơi hay không? Hãy cùng kênh Alo Bóng Chuyền cập nhật tin tức ở những video sau nhé. Được.